Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết. Thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Anh xin mời quý vị gặp gỡ với một khuôn mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại Canada cũng như là tại miền Bắc California. Tuy nhiên, lần đầu tiên đến với VNTV tại San Diego, thưa quý vị, MC Thái Hà. Vân Anh chào chị Thái Hà. Thái Hà chào Vân Anh và Thái Hà xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả của đài VNTV San Diego. Và Thái Hà rất là hân hạnh, rất là vui được góp mặt ngày hôm nay trò chuyện cùng với Vân Anh và quý vị. Chị Hà ơi, câu hỏi đầu tiên là chị đã đến thành phố San Diego bao giờ chưa? Và ngày hôm nay thì trên đường tới đến San Diego thì chị có cảm thấy khác cái gì không chị? Thật sự thì đến với tính cách du khách là cũng một đôi lần rồi. Dạ. Đây là một trong những thành phố mà Thái Hà nghĩ là đẹp nhất của California. Dạ vâng. Nắng ấm, biển đẹp, biển xanh, cái vùng La Jolla rất là đẹp thưa quý vị. Tuy nhiên lần này là lần đầu tiên đến để mà làm việc, lên trình bày một cái công việc quan trọng, một cái dự án quan trọng đến quý vị. Thành ra cũng có những cái sự hơi lo. phải cố gắng nói làm sao để thuyết phục, phải không? Và trên đường đi thì trời mưa Vân Anh, hôm nay trời mưa buồn. Thành ra cái đường cũng traffic cũng hơi chậm một tí. Dạ vâng. Thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay thì thưa quý vị, Vân Anh cũng xin được giới thiệu thêm, chị Thái Hà là một khuôn mặt rất là quen thuộc trong lĩnh vực truyền thông tại Canada trong rất là nhiều năm tháng vừa qua, và đặc biệt là chị góp mặt rất là nhiều trong những sinh hoạt văn nghệ, và đặc biệt là những cái chương trình sinh hoạt có tính cách bác ái thiện nguyện tại miền Bắc California và cũng tại miền Nam California nữa, phải không chị Thái Hà? Chị có thể cho biết là chị đã phục vụ trong lĩnh vực truyền thông bao nhiêu năm rồi chị? Riêng các lĩnh vực truyền thông đó thì khoảng 10 năm, tức là từ khi Thái Hà đến Mỹ. Nhưng mà trước đó thì cũng đã cộng tác ở bên Montreal, Thái Hà cũng làm việc, đã tổ chức rất là nhiều chương trình, thành ra cũng có cơ hội làm việc với lại VBS, rồi thời đó là SBTN Canada và bây giờ thì là VTV Canada. Dạ vâng. Thưa quý vị, và bên cạnh đó thì Vân Anh cũng xin thưa với quý vị là có nhiều quý vị chắc là không biết chị Thái Hà cũng là một giọng hát rất là được nhiều quý khán thính giả mến mộ. Hy vọng là có dịp chị sẽ tới San Diego và gửi cái giọng hát của chị đến với khán giả San Diego của chúng ta. Và ngày hôm nay, đi vào chương trình hôm nay, thưa quý vị, chị Thái Hà đến để cùng thưa chuyện với quý vị, tâm sự với quý vị về một cái dự án được đề xướng bởi Hải quân Mỹ và thống đốc của đảo Guam. Đó là công trình xây dựng một cái tượng đài có dịch ra tiếng Việt là người lính thủy cô đơn tại cái đảo Guam. Thì thưa chị, đầu tiên thì chị có thể cho biết là tại sao lại có tên là cái tượng đài tên là The Lone Sailor? Dạ thưa Vân Anh, kính thưa quý vị, thật sự thì Hải quân Mỹ, thưa quý vị, họ đã có cái truyền thống, họ xây những cái bức tượng, họ tạc những bức tượng mà người lính thủy cô đơn ở tất cả là 15 thành phố rồi thưa quý vị, San Francisco là cũng có một cái tượng. Theo như Thái Hà hiểu thì họ muốn vinh danh cái sự tận tụy đóng góp của người lính thủy. Mà tại sao cô đơn? Thì The Lone Sailor, khi mà họ đi ra biển, họ chiến đấu lúc nào cũng một mình với biển cả. Thành ra, tuy nhiên, cái sự âm thầm chiến đấu của họ và cô đơn như vậy lại đem lại cho đất nước Hoa Kỳ bảo vệ, tự do, ấm no và đóng góp rất nhiều, đặc biệt là với cái làn sóng tị nạn của chúng ta mà mình sẽ bàn sắp tới. Thành ra, thưa quý vị, 15 cái tượng đã được dựng lên khắp nước Mỹ. Wow. Và đây là cái tượng thứ 16. Đặc biệt, cái tượng thứ 16 này có cái tính cách đặc biệt là tại vì ông tướng đô đốc hải quân là ông Frank Thorpe, ông đã cùng làm việc với lại thống đốc ở đảo Guam để mà làm sao mà xây dựng cái bức tượng The Lone Sailor tại đảo Guam. Và chắc tất cả quý vị còn nhớ đảo Guam là một cái địa điểm phải nói là trong người Việt chúng ta mà đi tìm tự do không ai có thể quên được. Đó là cái địa điểm đầu tiên chúng ta đặt bước chân đến sau khi mà được hải quân Mỹ vớt ra khỏi các chiến hạm. Vâng, và cái ngày mà dự định họ khánh thành cái bức tượng đó sẽ là 30 tháng 4 2018. Dạ thưa quý vị, Thái Hà có một cái hân hạnh tình cờ được gặp ông tướng hải quân, ông đô đốc và Frank Thorpe, hiện nay ông đã về hưu rồi thưa quý vị, và ông là người đã sáng lập ra cái hội từ thiện
501c3 mang tên là US Navy Memorial Foundation ở tại Washington DC. Thì ông thành lập cái hội để mà gây quỹ, lấy tiền để có đủ kinh phí là 300.000 để mà hoàn tất cái bức tượng này. Thành ra trong cái dịp mà tình cờ gặp ông hồi tháng 2, thưa quý vị, thì được biết là ông không có cố ý là xin người Việt Nam mình, nhưng mà ông chỉ trình bày là đây là cái dự án của bên Hải quân Mỹ chúng tôi làm. Thì lập tức anh Phạm Phú Nam, tức là giám đốc của đài Dân Sinh Media ở Bắc California, và anh cũng là một cựu Hải quân Mỹ, cùng với lại Hội Bạch Đằng và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, thì lập tức mọi người đều cảm thấy rằng là đây là một cái trách nhiệm, một cái công việc mà của tất cả chúng ta đều phải tiếp sức với lại Hải quân Mỹ. Tại vì chắc là mọi người, nhất là những người di tản vào thời, đã không thể quên được Hải quân Mỹ đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Họ chính là những cái người đã cứu vớt chúng ta, cứu mang chúng ta từ hơn 30 chiến hạm, bao nhiêu là những người tị nạn thời đó đổ xô lên chiếc tàu, rồi thì những người không quân lái máy bay, những cái trực thăng, và lúc đó thì Hà nhớ là những cái vị đô đốc họ đã cãi lại chính phủ, bất chấp là có thể là bị ra tòa án quân sự, họ vẫn cho đẩy những chiếc trực thăng xuống để mà những chiếc trực thăng kế tiếp có chỗ để đáp xuống và cứu nhiều khi một người hay là một gia đình. Thành ra Thái Hà thấy đó là một cái điều mà 43 năm rồi, dĩ nhiên không ai có thể quên được, nhưng mà chắc là đã đến lúc để cho chúng ta cùng tỏ lòng tri ân đến Hải quân Mỹ và đến nước Mỹ. Thành ra mình mới có, và đây là Thái Hà không nói là mình đóng góp xây dựng, mà Thái Hà phải dùng cái chữ là đây là cái dịp, cái cơ hội duy nhất để chúng ta có thể cảm ơn, tỏ lòng tri ân đến nước Mỹ. Thank you America, thank you US Navy. Thưa quý vị, đảo Guam là cái nơi tiếp nhận đầu tiên, nếu Hà nhớ không lầm, là 130.000 người tị nạn, tức là tượng trưng cho cái làn sóng di dân lớn nhất trong lịch sử tị nạn, thưa quý vị, trong cùng một tuần lễ đó, những cái ngày cuối cùng tháng 4. Và lý do mà quý vị nhớ là ở New York đó họ có cái tượng nữ thần tự do, là để tượng trưng cho cái làn sóng tị nạn đến từ miền Đông Hoa Kỳ. Thì đối với cái đảo, cái tượng người lính thủy cô đơn này, thì US Navy, Hải quân Mỹ, họ có một cái hoài bão là họ muốn biến thành một cái bức tượng tượng trưng cho cái sự tự do, để mà đã tiếp nhận hơn 100.000 người. Và cái bức tượng này nhìn trông ra Thái Bình Dương, tượng trưng cho cái làn sóng tị nạn đến từ Việt Nam. Thành ra Thái Hà nghĩ rằng rất là ý nghĩa. Và cái điều Thái Hà cũng đồng ý với lại Vân Anh, thưa quý vị, những cái đóng góp của quý vị thì có thể là được khắc tên trên những cái ghế đá lớn nhỏ chung quanh, và đặc biệt là những cái viên đá chung quanh hết bức tượng. Thì nếu một ngày nào chúng ta đến và chúng ta thấy là những cái lối đi của cái khuôn viên người lính thủy cô đơn lát đầy những cái tên Việt Nam, mang đầy họ Lý, Nguyễn, Lê, Trần, Phan, Nguyễn, Phạm, vân vân, thì phải nói là đó là một cái hình ảnh rất là đẹp và rất là giá trị, sẽ lưu giữ mãi đến muôn ngàn đời sau. Dạ vâng, thưa chị, như vậy thì quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay, muốn tìm hiểu thêm cũng như là muốn đóng góp trực tiếp cho cái dự án này thì phải làm sao thưa chị? Dạ vâng, cảm ơn Vân Anh, đây là một cái đề rất là quan trọng thưa quý vị. Bây giờ có giải thích thế mấy cũng phải là đi vào vấn đề cụ thể. Đúng. Vâng, thưa quý vị, US Navy Memorial Foundation là một cái hội được cấp giấy, được công nhận là 501c3, thành ra tất cả sự đóng góp của quý vị đều được cấp giấy trừ thuế. Quý vị có thể gửi check về cho trực tiếp cho bên hội và viết cho US Navy Memorial theo cái địa chỉ mà đài sẽ chạy ở dưới đây, thưa quý vị. Và ngoài ra đó thì chúng tôi cũng đang dự định sẽ thiết lập trên Facebook và qua email một cái quỹ gọi là GoFundMe, để tất cả quý vị có thể đóng góp trực tiếp vào cho US Navy Memorial, và bên đó họ sẽ có cô Alexis Baker phụ trách để mà kiểm soát. Và ngoài ra thì mình cũng có tổ chức một chương trình sắp tới. Vâng, thưa quý vị, bên anh thấy là có một cái chương trình ca nhạc rất là đặc sắc, rất là công phu tại San Jose cơ quý vị, không phải San Diego. Nhưng mà Vân Anh thấy là San Diego đi lên San Jose cũng không có xa, cho nên quý vị nào có dịp đến với thành phố San Jose trong cái dịp đó thì mời quý vị đến với chương trình
Thank you America. Vân Anh thấy trong cái poster này có sự góp mặt của rất là nhiều anh chị em ca nhạc sĩ mà đã được chúng ta yêu mến trong rất là nhiều năm tháng vừa qua. Mời chị Thái Hà nói chi tiết về chương trình này tí xíu hả chị? Dạ, thưa vâng. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình này của chúng tôi thì Thái Hà nghĩ là thời gian rất là cũng khá cấp bách. Bởi vì ông tướng Hải quân, ông đã dự trù sẽ khánh thành cái bức tượng The Lone Sailor tại đảo Guam vào ngày 30 tháng 4, 2018. Wow. Thành ra chúng ta phải mau mau tổ chức một cái buổi để mà cho tất cả mọi người có thể gửi tiền về. Thì sẽ là vào tối thứ 6, thưa quý vị, ngày 13 tháng 4, 2018, tại nhà hàng Dynasty ở San Jose. Thưa quý vị, với sự góp mặt của MC Nam Lộc, nữ ca sĩ Thanh Tuyền, Thiên Kim, Don Hồ và nhiều tiếng hát địa phương, trong đó có Thái Hà. Và với sự MC bằng Anh ngữ của Hoa hậu Trân Trung, thưa quý vị. Và ở đây thì hôm đó có sẽ có những vị khách mời đặc biệt, quý vị đến ủng hộ, quý vị có thể đích thân để mà cầm check đưa tận tay cho ông tướng Hải quân Đô đốc Frank Thorpe, và đồng thời sẽ có sự góp mặt, xuất hiện sự tham dự đặc biệt của vị chuẩn tướng Mỹ gốc Việt là chuẩn tướng Châu Lập Thế. Dạ. Vâng, thưa quý vị, và quý vị có những cái thắc mắc cũng như là làm sao để tham dự cái chương trình văn nghệ mà chị Thái Hà vừa mới thưa với quý vị tại San Jose, xin mời quý vị gọi điện thoại với ba số điện thoại là thứ nhất là Dân Sinh Media 408-392-9923, Thủy Phan 650-761-2688 và chị Thái Hà của chúng ta 707-529-1868. Thưa quý vị, một lần nữa, đây là một công trình xây dựng tượng đài tại đảo Guam. Bức tượng tên là The Lone Sailor, dịch ra tiếng Việt là người lính thủy cô đơn, do chính Hải quân Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ và thống đốc tại đảo Guam đề xướng. Chúng ta là người Việt Nam, chỉ cùng góp một bàn tay để cho mọi người cùng có cơ hội tạ ơn đất nước Hoa Kỳ mà thôi. Thưa quý vị, một lần nữa, mọi thắc mắc chúng tôi có tất cả những cái số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có thể liên lạc, tìm hiểu chi tiết hơn. Thêm thì chị Thái Hà chắc chắn là sẽ không ngần ngại để mà tiếp chuyện với quý vị tại San Diego, phải không quý vị? Dạ vâng, đúng ạ. Dạ vâng. Thì vâng, thưa quý vị, cái kinh phí để mà hoàn tất bức tượng là 300.000 đô la, và bây giờ thì Thái Hà được biết là đã quyên góp được tất cả 150.000, chỉ còn lại 150.000 đô la thôi. Nếu mà tất cả những người tị nạn của chúng ta nghe được chương trình này, mỗi người chỉ đóng góp một số tiền bất kể rất là nhỏ, thì Thái Hà nghĩ rằng chắc chắn chúng ta sẽ có đủ tiền để mà hoàn tất cái bức tượng và khánh thành vào ngày 30 tháng 4 2018. Và đây là cái cơ hội duy nhất để người Việt chúng ta ở khắp nơi, đặc biệt là ở khắp nước Mỹ và Canada nữa, có thể cùng góp tay để mà cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn cái sự cưu mang của nước Mỹ, của những người dân Mỹ, của chính phủ Mỹ đã cho chúng ta trong suốt 43 năm qua những cái phúc lợi, những được hưởng tự do, ấm no và hạnh phúc. Và quý vị biết là mới đây quý vị thấy là cái làn sóng tị nạn từ Syria rất là khổ sở để mà được đến một cái cường quốc số 1 trên thế giới như thế này. Có Thái Hà nghĩ rằng là có rất nhiều người đến đây không phải vì vào năm 75, không phải là diện đi di tản. Nhưng quý vị đừng quên, từ 130.000 người di tản đó mới bắt đầu sinh sôi nảy nở và khởi xướng những cái chương trình kế tiếp là bảo trợ và bảo lãnh cho người vượt biên, rồi HO, ODP, làm sở Mỹ, con lai, vân vân. Thành ra thì chúng ta phải, và tất cả trong mỗi gia đình, ta hạ tin chắc là đều có những người liên quan tới di tản hay vượt biên. Và chúng ta hãy nhớ rằng là đã có nửa triệu người bỏ thây ngoài biển chết, và tại sao chúng ta lại may mắn thoát chết mà sang được đến đây, được hưởng cái sự ấm no, an cư lạc nghiệp, thành công, thành danh, thành nhân. Thành ra Thái Hà nghĩ rằng đã đến lúc, thưa quý vị, 43 năm đã đến lúc Thái Hà từ trong đáy lòng xin thiết tha ân cần kêu gọi đến tất cả quý vị, những người Việt Nam đang được hưởng những cái điều tốt đẹp ở Mỹ, xin hãy cùng chúng tôi đóng góp ít nhiều để mà chúng ta có thể hoàn tất một bức tượng tại đảo Guam, để sau này chúng ta hãnh diện nói với con cháu đây là cái dấu ấn lịch sử của người Việt tị nạn đi tìm tự do. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn chị Thái Hà rất là nhiều cho buổi trò chuyện tâm sự ngày hôm nay.
Vân Anh tin chắc rằng bức tượng thứ 16 của Hải quân Hoa Kỳ tại đảo Guam cùng với sự biết ơn của cộng đồng người Việt của tị nạn của chúng ta sẽ hoàn thành và hoàn thành một cách rất là tốt đẹp. Cảm ơn chị Thái Hà, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt.